Hello, xin chào mọi người. Xin chào các anh chị. Vì sao nên thủ tháo đại tràng tại nhà? Đây chắc chắn là cái điều mà rất là nhiều anh chị quan tâm đúng không ạ? Bởi vì em nhận được câu hỏi này, có thể gọi là cái sự thắc mắc này của anh chị nhiều nhất luôn. Ok, đợi em một chút xíu, em lấy vô chia sẻ cho anh chị nhé. Hello, em đã thấy có anh chị vào xem rồi đấy. Anh chị nào mà mình đang vào xem thì cho em lý một câu nhé. Okay. Hello, anh chị nào mình đang xem livestream đấy. Xin chào anh chị buổi sáng chủ nhật ngày cuối tuần anh chị nhé. Đây là vào ngày cuối tuần thì nói chung là đầu ngày thì em Lý luôn luôn gặp anh chị với lại một cái ống cà phê như thế này. Đó, đã rất là quen thuộc rồi anh chị ha. Quá là quen rồi. Anh chị nào mà đã theo dõi Facebook của em Lý một thời gian thì cái điều này quá là quen thuộc anh chị. Cái này nhá các anh chị, là em đang thực hiện cái phương pháp là thải độc cà phê, hay còn gọi là thụt tháo đại tràng này, hay là cho cà phê uống ngược. Đó thì thực ra thì nó cũng chỉ là một cái tên gọi thôi. Còn bản chất của nó là mình sẽ đưa cái tinh chất cà phê hữu cơ vào trong đại tràng của mình thông qua đường hậu môn. Mình sẽ đưa trực tiếp như vậy vào anh chị nhá, mình không uống hay là mình làm cái khác, mà mình sẽ đưa vào trong cái đại tràng thông qua cái đường hậu môn của mình. Và 10 đến 15 phút sau là mình sẽ đi vệ sinh ăn luôn anh chị ha, mình không có để lâu hơn. Đó thì nó cũng chỉ là một cái tên gọi thôi. Và cái đối với phương pháp này thì mình sẽ sử dụng cà phê để chuyên về thải độc, anh chị lưu ý cho em ha. Đến ngày hôm nay vẫn có rất là nhiều anh chị ra ngoài siêu thị mua cà phê đang xay sẵn về và các anh chị làm. Thì điều đó anh chị đôi khi nó hơi nguy hiểm một chút, bởi vì cà phê ở bên ngoài thì mình không có thể đảm bảo được là cái nguồn gốc của nó. Nên chị thứ nhất là hãy mua cái ở cái nơi đúng nguồn gốc, hoặc là ai mà họ đang sử dụng rồi đấy, anh chị hãy tìm mua người ta cho yên tâm nhé. Hello, xin chào chị Minh Hương. Sáng nay chị Minh Hương làm xong chưa? Chị Minh Hương đã làm xong chưa chị? Đó, chị Minh Hương làm được bao lâu rồi và kết quả như thế nào, chị có thể chia sẻ xuống cho em Lý và mọi người cùng nghe cái kết quả của chị nhé. Ok ha, bây giờ em Lý sẽ bắt đầu làm thải độc nhé. Nghĩa là bây giờ em đã đưa sẵn một cái đầu ống và đưa vào hậu môn rồi anh chị ha. Và một cái đầu ống là nó sẽ nối với lại cái dụng cụ ở phía trên này. Dụng cụ của em đang là bằng cái inox nhá. Thì anh chị nào mà nếu mà mình mới lấy thì nó có thể bằng nhựa. Anh chị nào muốn chuyển qua bằng inox thì nhắn tin cho em ha, em tư vấn cho. Đó, rồi bây giờ mình mở cái van này lên này các chị nha. Mình lưu ý này, mở cái van này lên. Đó, nó thấy nước nó đang chảy. Ok, và nước nó đang chảy vào thôi. Khi mà mình mới làm những lần đầu tiên á, thì đưa cái ống vào bên trong hậu môn thì mình sẽ cảm giác nó hơi nhột nhột, nó hơi cấn. Nhưng thực ra nó cũng chỉ là cái cảm giác của mấy phút đầu tiên thôi anh chị nhá. Rồi sau đó mọi chuyện nó đều bình thường hết. Vì cái đường hậu môn của mình nó khá là, thực sự nó rất là rộng. Nhưng bình thường nó co lại để nó bảo vệ phía bên trong. Nên là mình chỉ đưa một cái ống tầm này thôi vào thì hoàn toàn bình thường anh chị ha. Và cái câu hỏi mà các anh chị hỏi em Lý rất là nhiều đấy. Hello, anh chị nào mình đang xem thì comment chào em Lý một câu nhé. Với lại ở đây nè, trời ơi lâu rồi em không kêu anh chị chia sẻ kết quả. Anh chị làm được bao nhiêu ngày rồi và kết quả như thế nào, anh chị hãy viết xuống cái kết quả của mình nhé. Thứ nhất là chia sẻ cho em Lý. Cái thứ hai là cho những anh chị nào mà mình chưa làm đấy, hay là đang còn lăn tăn lo sợ đúng không ạ, để cho thấy được là làm cái này nó sung sướng như thế nào anh chị ha. Hello chị Ngọc này. Hello, xin chào Ngô Văn Cần, em chào anh nhé. Ok nhé, cái câu hỏi mà các chị hỏi em nhiều á, là cái phương pháp này tốt như vậy đúng không ạ, mà tại sao bệnh viện người ta không áp dụng, là cái thứ nhất. Thực ra đấy các anh chị, có một vài bệnh viện áp dụng rồi anh chị ha. Ở thành phố Hồ Chí Minh nó có khoảng 1 đến 2 bệnh viện đó các anh chị, là bệnh viện Y Đề Tấp ở Thủ Hoa Khuân. Đó, anh chị nào muốn biết thì nhắn tin cho em Lý, em gửi địa chỉ qua cho, là người ta có thực hiện cái phương pháp này. Và có cũng rất là nhiều nghệ sĩ nha, người ta thuê nghệ sĩ để review cho phương pháp này anh chị nhá, không phải là không có đâu. Nhưng cái vấn đề nhá, đầu tiên này các anh chị, tại sao mình làm cái này tại nhà, cái khác biệt đầu tiên đó là cái chi phí anh chị nhá. Anh chị biết là một lần á, nếu mà anh chị em mình làm giống như em Lý như thế này tại nhà, nó chỉ rơi vào khoảng là 15 cho đến 20 nghìn một lần thôi anh chị ha. Nhưng nếu mà mình đi làm ở bệnh viện á, một lần làm như thế này, nếu mà anh chị làm thử thì nó sẽ là 4 triệu một lần.
4 triệu anh chị nhá, chứ không phải là 40 hay là 400 đâu, mà là 4 triệu một lần anh chị ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai các anh chị, nếu mà mình đăng ký cái combo của nó làm lâu dài thì nó có thể rẻ hơn, nhưng nó cũng phải là tiền triệu, cũng phải dao động từ tầm phải 1 cho đến 3 triệu một lần. Nếu như mà mình đăng ký cái combo thì như em thấy có một số khách của em thì đã đi làm rồi và chia sẻ lại với em thì có combo từ 12 triệu cho đến 48 triệu, mà cũng chỉ làm trong khoảng mười mấy đến hai khoảng mấy chục lần như vậy thôi anh chị ha. Nên là cái đầu tiên á các anh chị là cái chi phí, nhưng tất nhiên là không phải là vì nó rẻ nên là mình làm tại nhà, nghĩa là cái đó là cái vô tình mình sẽ có thôi anh chị ha. Đây, bây giờ em Lý sẽ hướng chia sẻ cho các anh chị cái chỗ mà mình đi tìm này. Đầu tiên á, các anh chị hãy mua cái cuốn sách Nhân tố Enzyme thực hành về anh chị nhé. Nghĩa là nguyên một bộ Nhân tố Enzyme thì các anh chị hãy nên có cả bộ có 4 cuốn. Nhưng cái điều mà em Lý đang chia sẻ thì nó sẽ nằm trong cái cuốn thực hành. Em Lý đang để điện thoại từ phía trước nên nó hơi ngược một chút anh chị ha. Cuốn thực hành, và anh chị hãy mở ra trang bao nhiêu đây? Trang 250 nào nói về 30 năm sử dụng Cuffy Enema là thải độc cà phê của bác sĩ Hiromi Shinza. Cái trang tiếp theo là 254 nhá. Đây em Lý có đánh dấu lại luôn này. Sự khác nhau giữa thụt rửa ruột thông thường và Cuffy Enema, nghĩa là thụt rửa bằng những cái biện pháp bình thường hay là ở bệnh viện đó các anh chị, với lại là cái việc mà mình làm cà thải độc cà phê tại nhà đấy, thì nó khác nhau như thế nào. Đây để em tìm một cái đoạn để cho anh chị xem nhé. Trong thời gian gần đây, nhiều phong trào detox và hàng loạt phương pháp detox được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc là phần lớn những phương pháp ấy đều sử dụng những dược phẩm hay máy móc, các phương pháp không tự nhiên với con người. Ok ha, để em tìm một cái đoạn mà em đọc cũng thấy rất là hay. À đây này, nghĩa là tại sao nhá, các anh chị mình nên làm tại nhà và bằng những cái đây gọi là những cái dụng cụ thô sơ này các anh chị nhá, còn ở bệnh viện là những cái dụng cụ chuyên nghiệp bằng những cái máy móc anh chị ha. Thì có nơi tiến hành vệ sinh đường ruột bằng cách sử dụng máy móc để đưa dung dịch vệ sinh vào trong đường ruột và làm sạch ruột. Tuy nhiên phương pháp này cũng có tính nguy hiểm, do khi đưa dung dịch vệ sinh vào cơ thể bằng máy sẽ làm tăng áp lực bên trong đường ruột, nên có trường hợp còn gây viêm túi thừa, làm tình trạng bệnh tình chuyển biến xấu hoặc làm tổn thương thành ruột. Ok, chị hiểu không ạ? Nghĩa là khi ví dụ như mà mình làm bằng những cái dụng cụ thô sơ này các anh chị, thì cái lực tác động vào phía bên trong nó rất là ít. Nghĩa là mình chỉ đưa cái tinh chất cà phê hữu cơ vào phía bên trong cái đại tràng của mình thôi các anh chị ha. Và ở phía đại tràng phía bên trái và đại tràng gần hậu môn, chứ mình không đưa quá sâu, mình không tác động cái lực quá sâu vào trong cái thành đại tràng và trong cái thành ruột của mình anh chị ha. Nó sẽ không, nghĩa là nó sẽ an toàn tuyệt đối, nó không có gây tổn thương cho cái thành ruột của mình ha. Ngoài ra việc vệ sinh làm sạch đường ruột là rất quan trọng, nhưng việc này cũng cần tiến hành nhiều lần, nên nếu sử dụng máy móc thì có nguy cơ làm đào thải các khoáng chất trong cơ thể hơn mức cần thiết, hay có thể làm tẩy rửa đến tận ruột non, từ đó còn gây ảnh hưởng xấu đến việc hấp thụ các chất dinh dưỡng của cơ thể. Chính vì vậy việc vệ sinh đường ruột bằng máy móc không thể tiến hành mỗi ngày, đúng không ạ? Nghĩa là đầu tiên á, bác sĩ khẳng định là cái việc này là cái việc cần làm mỗi ngày anh chị nhá. Nên các anh chị phải lưu ý này, tại sao anh chị cứ thấy em Lý làm đều, làm suốt ngày và hỏi em là không có sao hỏi em, hỏi nhiều lắm. Bởi vì là có những cái thông tin như thế này em đã đọc rất là kỹ rồi, đúng không ạ? Trước đó là tìm hiểu rất là kỹ và còn nhiều cuốn sách khác nữa. Nên là cái quan trọng nhất vẫn là các anh chị hãy đọc sách các anh chị ha. Thì trong này bác sĩ là kêu làm mỗi ngày nha, có nghĩa là phải đọc và có rất là nhiều chương. Lâu lâu bác sĩ lại nói lại cái vấn đề này là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các anh chị làm khi mà mình làm bằng những cái máy móc chuyên nghiệp thì nó sẽ giống kiểu nó làm sạch quá đấy các anh chị ha. Nó sẽ tác động quá mạnh và nó làm đi quá sâu và nó làm quá sạch cái thành đại tràng của mình, và nó làm cho mất đi một số cái khoáng chất nữa. Vậy nên là nó sẽ không thể nào tiến hành mỗi ngày được, bởi vì chắc chắn là sẽ gây tổn thương đến cái thành đại tràng của mình và gây thiếu hụt cái khoáng chất trong cái đại tràng của mình. Nên là khi mà anh chị làm bằng những cái dụng cụ chuyên sâu như gọi là những cái dụng cụ mà thải độc nhưng tại nhà, độ cái này có thể gọi là đơn sơ
thôi đúng không chị ha? Mình tự nấu này, mình tự đưa cái ống vào trong hậu môn của mình và mình cũng tự truyền luôn, rồi sau đó 10 đến 15 phút sau các anh chị đi vệ sinh thì nó sẽ chỉ lấy đi cái hại khuẩn ở phía, bởi vì khi mà mình làm như thế này anh chị nó không vào sâu được. Anh chị biết cái đại tràng của mình nó đây này, nó đại khái là các anh chị cứ hình dung này, nó đầu tiên là gần hậu môn ở khúc này đúng không? Sau nó đi lên này, đi ngang rồi đi xuống, rồi bên khúc ở giữa trong này là ruột non anh chị nhá. Thì chủ yếu khi mà các anh chị làm cái cà phê như thế này tại nhà thì nó sẽ chỉ là tác động vào phía đại tràng gần hậu môn, là chỗ đó là đại tràng nhiều vi khuẩn nhất, nhà phân đóng khối nhiều nhất, được chưa? Cái tiếp theo là đại tràng phía bên trái, là nó cũng là cái nơi mà phân đóng khối nhiều, nhưng rất là ít khi nó đi vào sâu thì không thể nào vào sâu như bên trong được, bởi vì thực sự thì bên trong nó vẫn sẽ còn có một số khoáng chất, được chưa? Và nó sẽ được đẩy ra bên ngoài, nên chủ yếu mình sẽ làm sạch cái đại tràng ở phía gần hậu môn và phía bên trái thôi, là thì nó sẽ an toàn tuyệt đối các anh chị ha, mà cũng không làm ảnh hưởng gì đến cái gọi là cái việc mà trao đổi chất hay là trong cơ thể của mình cả. Nhưng nếu mà mình làm bằng những cái loại máy móc chuyên dụng anh chị, nó sẽ làm, nghĩa là nó làm sạch quá, nó là làm ảnh hưởng đến cái khoáng chất bên trong cái đường ruột của mình này, với lại là nó không thể làm mà tiến hành hàng ngày được các anh chị nhé. Cái này là các anh chị nên làm thường xuyên, các anh chị phải nhớ một cái điều như vậy, mình đã làm rồi thì các anh chị hãy nên làm thường xuyên, nếu như không làm mỗi ngày thì ít nhất phải là 2 ngày các anh chị làm một lần anh chị nhé, cho nó có hiệu quả cao ha. Ok, trở theo nói hồi cái xong luôn này. Anh chị mua cái cuốn này về nhé, còn rất là nhiều điều nữa mà em muốn chia sẻ cho các anh chị, được chưa? Còn có nhiều cái về liên quan hệ đầu cà phê rồi còn nhiều lắm. Nhưng thôi để ở hôm sau nhé. Còn đây là cái cuốn thực hành này, các anh chị lấy ra mà đọc nha. Mua cái bộ sách này về, em nói rồi các anh chị ạ, không có một cái cách, không có một cái đường tắt nào đâu, các anh chị phải đọc sách thôi nha. Phải, anh chị hãy mua những cái bộ sách về sức khỏe về và để ở những cái nơi dễ nhìn nhất trong nhà của mình. Để làm gì? Đầu tiên là các anh chị đọc, cái thứ hai ha, là để cho chồng mình thấy, đúng chưa? Mình làm sao mà bắt ông thay đổi được khi mà bản thân ông không hiểu luôn ạ. Để cho con mình thấy, tự nhiên nó mở ra nó đọc các anh chị nhá. Trong này có rất là nhiều, rồi bác sĩ chia sẻ rất là nhiều những cái sai lầm mà mọi người đang cho là bình thường, đúng không ạ? Những cái thực phẩm mà mọi người đang cho là bình thường, nhưng chính vì như vậy mà nó sẽ gây ra những cái gọi là khi mà cơ thể mình, tại sao ung thư nó bị nhiều vì những cái bình thường như vậy các anh chị ha, nên là mình cần đọc để mà mình biết nhá. Ok, rồi anh chị nào mình làm thải độc cà phê rồi thì anh chị có thể chia sẻ cái kết quả xuống, làm bao nhiêu ngày rồi kết quả như thế nào nè, được chưa? Cái thứ là như thế nhá, anh chị cứ yên tâm mà làm tại nhà, được chưa? Là cái phương pháp này khuyên nên làm tại nhà. Cái thứ hai, khi mà làm thải độc cà phê rồi các anh chị hãy uống đủ nước, bởi vì là khi mà mình đưa vào á, mình sẽ lấy cái phân ra bên ngoài rất là nhiều và lấy cái nước ở phân ra, thực ra nó là nước không tốt đâu, nhưng hàng ngày cơ thể của mình nó vẫn đang dùng nước phân các anh chị nhé, nghĩa là nó dùng như một thói quen đấy các anh chị, nên khi mà mình lấy cái phân ra thì nó sẽ bị thiếu nước, đôi khi các anh chị sẽ cảm giác bị khát nước, đó là điều bình thường các anh chị ha, thì mình cần phải uống nước vào, bởi vì một bên là nó sẽ lấy nước phân để nó đi nuôi cơ thể, và một bên bây giờ mình sẽ đưa nước tốt vào thì chắc chắn là cái nước tốt nó sẽ hơn, đúng không ạ? Ai mà có cái bình kiềm rồi, đúng chưa, hay là nhà mình có những cái loại máy lọc nước tốt rồi, ok thì hãy nhớ là tận dụng đầy đủ nhá. Rồi sau đó là ai mà muốn thải độc tốt hơn thì uống thêm cái viên thải độc tế bào này vào, hoặc là nó sẽ cung cấp thêm chất cho chị em mình ha, cho anh chị em mình một cách tốt hơn. Đây, uống cái viên này, một viên sáng, một viên tối sau bữa ăn, nó sẽ hỗ trợ làm thải độc ở cấp độ tế bào này, hỗ trợ thải độc kim loại nặng này, với lại nào nó sẽ giúp cung cấp thêm chất cho mình đó, thì cái này anh chị có thể bổ sung thêm nha. Ok ha. Còn bây giờ thôi, bên em đi xong rồi, em đi chia sẻ với anh chị một chút như vậy thôi, để anh chị có thể yên tâm là những cái mà em đi làm á là có cơ sở anh chị ha, có khoa học và nên làm tại nhà, chứ không phải là cứ đến bệnh viện làm là tốt đâu anh chị nhé. Những cái này là cái hoàn toàn có thể lên làm tại nhà được. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Bye bye.